Soobin Hoàng Sơn, tên thật là Nguyễn Hoàng Sơn, anh là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, rapper nổi tiếng tại Việt Nam. Với ngoại hình khá điển trai, nhưng Soobin Hoàng Sơn đã được đông đảo khán giả thực sự biết tới nhờ đến cuộc thi Ngôi Sao Việt. Với tài năng và khả năng sáng tác âm nhạc, các vũ điệu chuyên nghiệp, Soobin Hoàng Sơn đã ngày càng được lòng nhiều khán giả. Với định hướng âm nhạc pha giữa truyền thống cổ điển và âm nhạc hiện đại đã đưa ca sĩ Soobin đến với cộng đồng và được nhiều bạn trẻ ủng hộ. Soobin Hoàng Sơn đã ngày càng khẳng định được tên tuổi với những tài năng của mình khi anh liên tục tham gia vào những sản phẩm âm nhạc rất chất lượng. Anh đã từng góp mặt trong Beyond the Top, phim sitcom âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam. Trong bộ phim này, tái hiện này khá đầy đủ đời sống và quá trình nỗ lực theo đuổi đam mê của các nghệ sĩ trẻ, những khó khăn, chông gai mà họ đã phải trải qua khi bước vào con đường sự nghiệp. Dấu ấn đầu tiên của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đã để lại trong lòng nhiều khán giả, đó là anh đạt được ngôi vị Á quân của Ngôi Sao Việt năm 2014. Soobin đã sở hữu một lượng fan nhất định khi anh tham gia vào chương trình này. Anh đã thể hiện ca khúc Nồng Nàn Hà Nội với giọng hát khá ngọt ngào của mình. Anh ước mơ tôi anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon, nhưng giờ đây thật quá khó. Em giờ đang ở nơi đó, có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về. Anh ước nắng sớm ban mai kia chưa chờ được tại anh không lạnh nữa. Anh sẽ giữ cho riêng mình. Sau mở màn The Remix, cái tên Soobin Hoàng Sơn bỗng tạo nên một cơn sốt rầm rộ từ đông đảo nhiều khán giả. Soobin là ai trước khi anh trở thành hoàng tử trong mơ của vị giám khảo xinh đẹp Hồ Ngọc Hà? Trước khi đến với sân khấu The Remix 2 và đã ghi dấu ấn với màn biểu diễn gầy sốt của mình, Soobin là một rock boy, underdragon Hà Thành rất nổi tiếng với khả năng sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ vũ đạo thuần huyễn và đặc biệt là ngoại hình của anh cực kỳ bắt mắt. Soobin là cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ dòng nhạc underdragon khi anh sở hữu một lượng kho tàng hơn 30 ca khúc do anh tự sáng tác. Anh sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, bố anh là nghệ sĩ am hiểu rất nhiều về tất cả các nhạc cụ dân tộc nên ngay từ nhỏ anh chàng này đã được học đàn bầu. Lần đầu tiên ca sĩ Soobin được xuất ngoại biểu diễn là khi anh 5 tuổi tại các nước như Nga, Hàn Quốc v.v. cho kiều bào. Anh còn nhớ như in cái cảm giác là một cậu bé khá lúng cuốn đứng trên sân khấu và ngơ ngác trước những tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người. Lớn lên hơn một chút thì bố mẹ đã cho Soobin học organ ở nhạc viện. Cũng thời điểm đó, anh bắt đầu nhìn bố anh làm nhạc và mày mò để học theo cho đến khi anh nhận ra rằng càng về sau này, mình càng có xu hướng thích dòng nhạc hiện đại. Anh gặp được các anh em ở Underdragon là một bước ngoặt lớn. Mọi người thấy ca sĩ Soobin có thể sáng tác, chơi nhạc và hát thậm chí là cả vũ đạo. Đến cuối cùng, anh đã tiếp tục thành công anh chàng bước ra ánh sáng. Anh ước môi tôi anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon, nhưng giờ đây thật quá khó. Em sẽ đang ở nơi đó, có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về. Anh ước nắng sớm ban mai kia chưa chờ được tại anh không lạnh nữa. Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười đôi nay và em sẽ nỡ nhớ anh thật nhiều. Trong số những người đã từng dẫn dắt ca sĩ Soobin bước ra lần đầu tiên đến với giới underdragon, anh chàng này rất nể phục và tự nhận rằng mình đã ảnh hưởng rất nhiều tới hoàng Juniper. Bản thân của Soobin luôn có định hướng sẽ trở thành một producer đứng sau hỗ trợ thầm lặng cho các ca sĩ khác như Justaki, Big Daddy, Emily v.v. Bởi vậy suốt một thời gian dài, không ai biết rằng nhóm này có một cậu em út rất tài hoa. Có một điều chắc chắn rằng tất cả những ai đã từng nghe nhạc của Soobin, tự sản xuất và đã thể hiện cũng sẽ ấn tượng rằng chẳng thể nào có thể nhầm lẫn với bất cứ người nào khác. Đó cũng chính là một hướng đi mà Soobin đã đặt ra, bước thật chậm nhưng luôn luôn chắc chắn và không làm việc gì vô nghĩa cả. Trong các cuộc vui chơi cùng nhóm Underdragon, ca sĩ Soobin thường xuyên là người bị bắt nạt bởi cá tính hiền lành, ít nói và đôi khi anh hay bị đờ đẫn suy nghĩ những chuyện đâu đâu. Có một điều mà ít ai biết được rằng khi gặp người lạ, nhất là những đứa con gái, Soobin lại thường im lặng và chỉ cười từ đầu đến cuối buổi nói chuyện. Để có được những tình cảm trong MV Vui Đi Em, Soobin đã phải mất rất nhiều thời gian. Thế nên nếu như bạn xem MV Vui Đi Em thì nghĩ rằng Soobin là một gã trai hư thì hoàn toàn là sai. Thực chất anh đang quay những cảnh tình cảm, anh chàng này đã phải gấp rất nhiều thời gian dự kiến của ekip vì cứ gần gũi cô bạn gái là Soobin lại tự nhiên đỏ mặt. Nói về mẫu người yêu lý tưởng của anh, Soobin đã thú nhận rằng anh chàng muốn tìm một cô gái đã trưởng thành, chu đáo, biết quan tâm và lắng nghe, và đặc biệt là tâm lý, hiểu được những gì anh không thể nào nói ra bằng lời. Theo thông tin tuyệt mật, cho đến thời điểm hiện tại, hoàng tử này vẫn chưa tìm được ý trung nhân nào đạt tiêu chuẩn của mình.
Ngoài công việc, ít ai có thể biết được rằng Subin Hoàng Sơn là một cậu bé khá nhõng nhẽo, luôn tự hào mình là bé nhất trong nhà. Vốn tính nhạy cảm, mặc dù là đứa con trai, nhưng Subin lại rất dễ xúc động và có thể bật khóc ngon lành khi anh xem phim tình cảm lãng mạn. Những lúc như vậy, anh chàng này lại thường bị cả nhà trêu chọc đến mức giận dỗi bỏ vào phòng. Chuyện tình giữa Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ là đề tài được công chúng bàn tán sôi sục nhất, mặc cho những hình ảnh của cả hai bị bắt gặp hẹn hò khi đi xem phim lúc nửa đêm phát tán trên mạng xã hội, thì nhiều người trong cuộc vẫn một mực phủ nhận mối quan hệ. Huấn luyện viên giọng hát Việt Nhí 2017 chính thức lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân trên Facebook. Cụ thể, nam ca sĩ xác nhận giữa anh và Hiền Hồ từng có thời gian tìm hiểu quan hệ tình cảm, nhưng cả hai đã lựa chọn giải pháp giữ bí mật đến khi tình cảm chín muồi mới công khai với khán giả. Tuy nhiên, scandal xuất hiện, không ít áp lực dư luận đè nặng lên Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ, để rồi đẩy mọi chuyện đi quá xa. Sau tất cả, cuối cùng cặp đôi nhìn nhận lại mối quan hệ và quyết định nên giữ mức bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Trong khi ấy, về phía Hiền Hồ, tuy cũng phủ nhận chuyện hẹn hò với Subin, nhưng nữ ca sĩ trẻ lại bật khóc nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến bạn trai trước truyền thông. Điều này khiến cho công chúng chẳng biết đâu mà lần. Và Subin Hoàng Sơn đều là những gương mặt được giới trẻ yêu thích tại Hà Nội. Cả hai quen biết nhau năm 2012, nhưng phải đến đầu năm 2013 mới chính thức công bố tình cảm. Mặc dù Emily hơn Hoàng Sơn 3 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của cặp đôi. Chính sự chân thành và kiên trì của Subin đã làm trái tim của nàng hot girl đình đám rung động. Suốt thời gian yêu nhau, đi đâu và làm gì, công chúng đều bắt gặp Emily sánh bước bên Subin Hoàng Sơn. Người đẹp 8X thừa nhận, cả hai chẳng mấy khi cãi cọ nhau, to tiếng, thậm chí là Emily có đúng 3 lần rơi nước mắt vì bạn trai, rồi mỗi khi giận dỗi cũng không kéo dài quá mấy tiếng. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười dài lâu với cặp đôi, thì chỉ 2 năm sau, vào đúng dịp 14 tháng 2 năm 2014, người hâm mộ lại rộ tin Emily và Subin đã chia tay. Thời điểm đó, trên trang cá nhân của cặp đôi đều đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái buồn, rồi nói mình độc thân, chia tay trong im lặng, nhưng Emily lẫn Subin Hoàng Sơn vẫn coi nhau là bạn bè. Sau này khi cả hai cùng vào thành phố Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp thì họ vẫn hỗ trợ nhau rất nhiều. Giữa năm 2014, Subin Hoàng Sơn tham gia cuộc thi Ngôi Sao Việt thì vướng vào tin đồn tình ái với thí sinh Thúy Vi, đối thủ của nam ca sĩ trong top 4. Thay vì né tránh, cả hai đã công khai tình cảm, thoải mái dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào giữa chốn đông người. Dường như suốt quãng thời gian ở Hàn Quốc, cả hai đã cùng với nhau tham gia các hoạt động học tập sinh hoạt chung nên đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, chỉ có một thời gian ngắn sau đó cuộc thi kết thúc, người hâm mộ lại không thấy Subin Hoàng Sơn nhắc gì về bạn gái xinh đẹp của mình nữa. Chính vì thế không ít fan cho rằng họ đã chia tay. Ở độ tuổi còn rất trẻ, có lẽ hơn bao giờ hết, Subin Hoàng Sơn vẫn muốn chuyên tâm vào sự nghiệp hơn là mải mê trong chuyện tình cảm. Gây ồn ào với Hiền Hồ vào năm 2017, Subin Hoàng Sơn càng trở nên kín tiếng. Tuy nhiên, với sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, một lần nữa nghi vấn tình cảm của nam ca sĩ lại được đưa ra bàn tán. Cụ thể, cư dân mạng đang nghi vấn một cô gái có ngoại hình xinh đẹp là bạn gái mới của Subin Hoàng Sơn. Nhiều bằng chứng về sự trùng hợp trong bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của cô gái và giọng ca xin đừng im lặng khiến cho người hâm mộ ngày càng có cơ sở về tin đồn này. Nam ca sĩ gốc Hà Thành không những theo dõi tài khoản Instagram mà còn rất nhiều lần nhấn yêu thích hình ảnh của cô gái trẻ. Một phát hiện cho thấy cả hai đội mũ giống nhau, trên trang cá nhân cũng đăng tải hình ảnh người đàn ông bí ẩn có hình xăm giống hệt Subin Hoàng Sơn. Đồng thời, tối ngày 16 tháng 1, khi nam ca sĩ nhận được 3 giải thưởng tại một lễ trao giải, cô gái đã đăng dòng trạng thái thể hiện sự tự hào. Trước đó, hai người cũng được cho là cùng chia sẻ ý tứ nhớ nhung cùng thời điểm. Hiện tại Subin Hoàng Sơn vẫn chưa lên tiếng về bạn gái mới. Nam ca sĩ cũng cho biết anh không muốn bình luận về tin đồn tình cảm.
nam ca sĩ cũng cho biết anh không muốn bình luận về tin đồn tình cảm lần này. Hiện hình ảnh của cô gái bí ẩn đó được cho là bạn gái mới của Subin Hoàng Sơn chia sẻ rộng rãi trên các cộng đồng. Một số fan của Subin Hoàng Sơn đã vào trang cá nhân của cô gái trên và để lại bình luận liên quan đến thần tượng.